Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với Rock GPI. Có vẻ như video dự đoán về Saza của mình đã chính xác khá nhiều và hôm nay trên tay mình là vị nữ chỉ huy cung thủ mới ra lò. Vậy thì chúng ta cùng xác nhận xem cơ chế kỹ năng của Saza, dự đoán khả năng của chỉ huy này trên trường ở thời gian tới bằng những bài test thực tế, xem sức mạnh của nữ chỉ huy này đến mức nào anh em nhé. Không chờ chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Theo mình thì đi phụ mới là vị trí để chúng ta thấy tinh hoa của vị chỉ huy này. Saza sẽ phát huy tối đa sức mạnh của mình khi làm chỉ huy phụ. Bạn đừng vội nhìn vào hệ số sát thương kỹ năng số 1 đi phụ và coi thường sát thương của chỉ huy này kiểu ui rồi làm gì có sát thương mà lên. Nhưng mà từ từ anh em ạ. Ở video này mình đã dự đoán về cơ chế đi phụ của chỉ huy này và đáng buồn thay nó đúng chỉ khoảng 90% thôi. Thiếu 10% nữa là tuyệt vời rồi. Vậy những điểm mà mình đưa ra nghi vấn cơ chế của kỹ năng Saza là gì? Đầu tiên là cụm từ 10 giây tiếp theo. 10 giây tiếp theo được tính ngay từ lượt Saza ra kỹ năng. Như trong bài test này, khi Saza đi phụ ra kỹ năng ở lượt thứ 12 thì đây, nguyên văn là Henry đã chuyển đổi sức mạnh chữa lành của Saza thành sát thương thực đơn mục tiêu do gây hiệu ứng cây sinh bệnh còn 9 lượt. Tức là điều đó chứng tỏ Saza sẽ được kích hoạt 10 giây lúc này. Kích hoạt được thì đây, Saza vừa hồi máu 2.266 đơn vị và gõ kẻ địch được 497 đơn vị. Ở video dự đoán, mình đã nghĩ là nó sẽ được kích hoạt ở sau lượt này, tuy nhiên nhầm anh em ạ. Nó sẽ phải là như thế này và sát thương sẽ được gây ra tại đây luôn. Vậy con số 497 này nó có cao không? Ta sẽ so sánh ngay với lượng sát thương mà Henry gây ra trước đó. Lưu ý ở đây là mình không trong map KVK nên là không có các loại buff cũng như là tech pha lê liên quan anh em nhé. Henry gõ một cái được 1349 đơn vị, tức là cao gấp khoảng 3 lần. Bạn sẽ nghĩ là 497 là đơn vị bé tí ti đúng không? Nhưng mà từ từ anh em ạ, đừng bao giờ coi thường người khác và kịch hay vẫn còn ở phía sau nhé. Tiếp theo câu hỏi thứ hai, liệu khả năng này khi kết hợp với việc chữa lành diện rộng ở kỹ năng số 3 thì sẽ như thế nào? Ở đây ta sẽ cùng làm rõ một chút kỹ năng này khi đi một mình trước nha. Khi đội quân này ra kỹ năng chủ động thì sẽ được chữa lành. Ta sẽ check ngay ở lượt đầu tiên của đội quân này ra kỹ năng. Và đây, Henry kích hoạt luôn giọt xương thành kính của Saza, hồi thêm một chút máu ở đây. Ở thời điểm này, Henry chưa nhận được lượng chuyển hóa sát thương chuẩn. Ta sẽ check ở lần ra kỹ năng chủ động tiếp theo, tức là ở lượt 17. Ở đây việc chuyển đổi còn 4 lượt. Khi Henry ra kỹ năng chủ động, tiếp tục được kỹ năng số 3 của Saza hồi máu. Tuy nhiên lúc này do đang có việc chuyển hóa sát thương chuẩn, cho nên là đạo quân này sẽ gây thêm một lượng sát thương chuẩn dựa vào số máu được bắp, kẻ địch thì sẽ mất thêm máu ở đây. Vậy quay trở lại với câu hỏi ban đầu, nếu Saza bắp diện rộng thì câu chuyện sẽ như thế nào? Ở đây mình sẽ có thêm hai đạo quân bên cạnh, đó là Charles Martel và Richard. Đêm chính sẽ là Elsie và Saza. Mình sẽ sử dụng Elsie cho ít kỹ năng để kiểm tra dễ hơn, không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả. Dùng ba đạo này để cùng hội đồng một đạo quân của kẻ thù, cùng check báo cáo xem sao anh em nhé. Check ở Charles Martel và Richard thì không thấy có tí sát thương nào. Ủa kỳ vậy. Nhưng mà khoan, cùng vào báo cáo của Saza xem nào. Và ở đây, như ví dụ trên, ở lượt kỹ năng đầu tiên chỉ huy chính ra kỹ năng thì chưa có chuyển hóa sát thương chuẩn nên gây sát thương không kích hoạt. Ta sẽ check cái lượt kỹ năng thứ hai, đó là tầm lượt 16 đi. Elsie ra kỹ năng chính, Saza bút máu cho ba đạo quân và kéo xuống. Anh em thấy gì không? Đạo quân này không chỉ gây sát thương chuẩn một lần và nó dồn luôn ba cái vào một cục luôn. Quá kích anh em ạ. Nhìn thì ít sát thương nhưng mà cũng không hẳn đâu anh em nhé. Điều đó có nghĩa là cứ mang ba đạo quân trong đó có một đạo có Saza thì lượng sát thương chuẩn của Saza gây ra cũng đáng kể đấy anh em ạ. Vậy cái bảng này từ video trước bây giờ sẽ cần đổi thành như này anh em ạ. Lượng sát thương dồn cũng ghê gớm đúng không anh em? Có một câu hỏi khác mà mình đặt ra, đó là nếu cho một chỉ huy có khả năng spam kỹ năng nhiều và không quá dồn nhau thì khi ghép cặp với Saza thì sẽ như thế nào? Ai lại có kiểu spam như thế nhỉ? Đúng rồi, chúng ta có Gian P. Vậy Gian P kẹp với Saza thì đi thử kỹ năng số 4 xem như nào anh em nhé. À đây mình sẽ cho thêm hai đạo đi phụ nữa để lấy Markwing kỹ năng số 3 nhé. Và kết quả là đây, lượt thứ 9 là Doan P ra kỹ năng, được hồi máu nhưng mà không có sát thương chuẩn từ việc bắp cho đồng minh. Lượt thứ 11 Saza ra kỹ năng. Lượt thứ 13 Doan P lại ra kỹ năng tiếp. Lần này thì đồng minh vừa được hồi máu, Saza lại vã thêm 3 quả sát thương chuẩn từ hồi máu diện rộng. Lượt thứ 15 Doan P ra kỹ năng thì kỹ năng số 3 của Saza vẫn đang đếm ngược. Lượt 17 Saza ra kỹ năng thì lại hồi máu, lại bắp sát thương diện rộng rồi lại dồn đam một phát. Lần này là 4 phát, gồm cả sát thương chuẩn của chính Saza ở kỹ năng số 1 nữa. Nói chung là hồi máu và gây sát thương liên tục anh em ạ. Tiếp theo ở kỹ năng số 4, Saza hồi nguyên cục hệ số sát thương ở 5.000. Vậy cái cục 5.000 này có gây ra sát thương chuẩn hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là vẫn có anh em ạ. Và đây, ví dụ luôn cho dễ hình dung anh em nhé. Ra các lượng Saza đi cho đổi mới. Và mình vẫn dùng 50.000 lính thôi, dưới 60% tức là 30.000 lính. Kéo đến lượt thứ 37 sau khi mà Hermen của địch gây sát thương làm cho lính của mình tụt dưới 30.000 thì kỹ năng lông nguy không sợ của Saza đã được kích hoạt. Đạo quân được hồi 4.300 lính và gây thêm một lượng sát thương là 1.010 cho địch. Con số 101 đơn vị ở dưới này là sát thương chuẩn từ hồi máu ở kỹ năng số 3 của Saza anh em nhé.
Vậy là cứ xuống 60% máu là anh em chắc chắn sẽ vả địch được một phát cho địch tỉnh người luôn. Và dĩ nhiên xong phát này thì mình khuyên anh em nên rút về. Cuối cùng là các chuyên môn, thì chuyên môn sẽ được bóc ngay sau khi kỹ năng chủ động xuất hiện. Lấy ví dụ là cặp Doan P Saza đi. Dây thứ 9 ra kỹ năng của Doan P tăng phòng thủ, giảm sát thương hứng chịu. Dây 11 ra kỹ năng của Saza lại tiếp tục là bắp cái hiệu ứng này thêm 3 giây nữa. Dây 13 tiếp tục bắp 3 giây, 17 cũng vậy. Nghĩa là trong một quãng thời gian dài, chuyên môn này sẽ liên tục được kích hoạt và bắp như này sẽ bắp luôn được cho cả đồng minh xung quanh nha anh em nhé. Vừa được hồi máu, vừa được bắp phòng thủ, vừa được giảm sát thương. Đó là mình nói qua về những bài test để mình giải thích cơ chế hoạt động của bộ kỹ năng Saza. Một điều lưu ý với anh em đó là những bài test này được thực hiện ở map thường, không có bắp mọi thiệt hại cũng như công nghệ pha lê. Mình chưa có điều kiện để test lượng bắp này từ KVK cũng như công nghệ pha lê, nên là nếu mà có gì thì anh em chủ động nhé. Nhưng mà anh em cung thủ cũng đừng vui mừng quá sớm, vì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Vậy thì Saza đi chính hay đi phụ sẽ ngon hơn? Dĩ nhiên với rất nhiều bắp hồi máu và hỗ trợ như vậy thì theo ý kiến của mình, Saza đi phụ sẽ tốt hơn. Saza đi chính thì chúng ta sẽ mất những gì? Đầu tiên đó là toàn bộ lượng sát thương chuẩn được chuyển đổi từ khả năng chữa lành tăng cường. Kỹ năng số 1 có hệ số sát thương trực tiếp là 2008, giảm 50% tốc giống như hoắc cứ bệnh nhưng mà mất hoàn toàn khả năng hồi máu nha. Kỹ năng số 3 thì mất phần chuyển đổi lượng sát thương từ chữa lành 3 đồng minh, chỉ đơn thuần là chữa lành thôi. Kỹ năng số 4 cũng tương tự là mất phần sát thương chuyển đổi từ hồi máu, cũng đơn thuần chỉ là hồi một cục máu to và tự gây hiệu ứng bất lợi cho mình. Kỹ năng chuyên môn thì mất đi một nửa thời gian đi bắp, tức là lúc này Saza sẽ đóng vai trò là một chỉ huy cứng để một chỉ huy khác đi phụ nút sau, kiểu như ra các lượng chẳng hạn. Tuy nhiên Saza lại không có bất cứ lượng bắp sát thương gì cả mà chỉ có sát thương đơn thuần. Cô nàng này sẽ chỉ mạnh ở việc trụ phiêu mà thôi. Vậy ra các lượng đi sau Saza thì không có tác dụng khuếch đại sát thương, điều mà các bot hay là ra các lượng cực kỳ cần. Saza đi phụ thì sẽ nhận được rất nhiều thứ. Vai trò của Saza lúc này sẽ thiên khá nặng về việc trụ phiêu, hỗ trợ các đạo quân khác và buôn chiến. Trụ phiêu thì cực kỳ quan trọng em nha. Trụ phiêu khi kết hợp với một chỉ huy có khả năng gây hiệu ứng bất lợi thì sẽ cực kỳ hiệu quả trong việc mà đánh bot. Trụ phiêu sẽ giúp Saza cũng như chỉ huy đi cùng duy trì sát thương tốt hơn và tiếp tục hỗ trợ đồng minh. Tuy là nói hỗ trợ nhưng mà lượng sát thương của Saza gây ra cũng khá đáng kể chứ không phải dạng vừa đâu. Mặc dù sẽ không tận dụng ở tối đa các bắp KVK cũng như công nghệ pha lê, kiểu như ở video trước mình đã nói, đó là trong trường hợp cân bằng thì khi đi chính, Saza có 2800 hệ số sát thương trực tiếp, đi phụ với đồng minh thì cũng sẽ có hệ số sát thương là tầm 2800. Vào KVK thì sẽ chênh lệch như bắp, nhưng bạn lại đòi hỏi một chỉ huy hồi máu khủng, đêm cũng khủng nữa thì thôi, tham quá anh em ạ. Vậy thì Saza sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tổng kết nha. Về điểm mạnh, đầu tiên sát thương đầu ra ở mức khá cao. Thứ hai đó là chỉ huy này có thể linh hoạt trong vai trò đi chính đi phụ tùy vào mục đích của mọi người. Thứ ba đó là khả năng trụ phiêu và hỗ trợ đồng minh của Saza là không phải bàn, đặc biệt là khi đi phụ. Điểm mạnh thứ tư là độ cơ động khá tốt, bù đắp tốt cho anh em cung thủ lù đù. Và cuối cùng đó là hồi máu tốt nên là kéo man hơi bị bá cháy luôn anh em ạ. Giờ anh em có thể kéo man với ba đạo cứng cựa rồi đấy. Tiếp theo đó là về điểm yếu. Đầu tiên đó là sát thương đơn mục tiêu, mà mình nghĩ cái này thì cũng tạm được. Dù sao thì cung thủ cũng có nhiều sát thương diện rộng rồi. Tiếp theo thì tuy linh hoạt trong việc ghép cặp nhưng mà anh em cần ít nhất là 3 đạo quân trên đồng, bao gồm cả một đạo Saza để phát huy tối đa 100% sức mạnh. Điểm yếu thứ ba đó là trụ phiêu tốt, chữa lành tốt thì đi đôi với việc thương nặng nhiều nên là anh em cần phải cẩn thận khi chiến đấu nhá. Điểm yếu thứ tư là tuy hỗ trợ đồng minh nhưng mà chỉ hỗ trợ được 3 đồng minh và hiệu ứng hỗ trợ thì cũng không quá mạnh. Nhìn sang Doan P thì hỗ trợ đến 5 đồng minh mà bắp nộ, bắp sát thương gọi là ngon lành luôn. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại thì chẳng mấy ai được như Doan P cả. Và điểm yếu cuối cùng mà mình thấy đó là sát thương 15 lần đầu không quá cao. Điều này không ổn một chút nào anh em ạ, vì lúc đó là chúng ta có nhiều quân nhất và đáng lẽ ra là nên nhiều sát thương nhất ở lúc đó mới phải, kiểu như là ra cắt lượng hay hoặc khứ bệnh ấy. Với những điểm mạnh và điểm yếu như vậy, mình đánh giá chỉ huy này được đâu đó là tầm 7 đến 10 điểm thôi. Và với 7 trên 10 điểm đó thì mình có một vài lời khuyên cho anh em. Đầu tiên đó là chỉ huy nào đánh méo mặt thì mình không biết, chứ anh em mà chơi chỉ huy này thì đừng dại mà để cho nó méo mặt. Vì hồi máu và sát thương thực đều tỷ lệ với lượng lính hiện có. Vậy nên anh em thấy Saza đến 60% máu thì vả một phát vào địch thật là đau rồi chuồn. Để dễ căn ke nhất thì 50% máu thì anh em rút là đẹp. Thứ hai là anh em mới lên KVK3 là đừng lên Saza. Khi nào anh em đủ 3 đạo thì mới nghĩ đến chuyện này. Hoặc thậm chí là Saza sẽ là lựa chọn thứ 3 hoặc thứ 4 của cung thủ. Saza sẽ phù hợp với các bot cần trụ phiêu để gây ảnh hưởng lên bôn chiến. Anh em nào ít hoặc F2P thì cứ lấy con có sát thương hoặc đi bắp mà dùng, kiểu ra các lượng hay Herman ấy. Cái thứ ba đó là Saza 5551 thì sẽ phù hợp với vai trò chỉ huy chính. Còn nếu mà anh em đã xác định đi phụ ấy thì nên mắc mọi người nhá. Và thứ tư đó là Saza hợp với những anh em mà chơi main cung thủ, giúp anh em cung thủ có thể tung hoành với ba đạo meta. Nhưng mà nếu mà anh em không chuyên cung thủ thì anh em nên cân nhắc. Vậy nếu anh em đã xác định lên Saza thì sẽ kết hợp với ai? Khi đi chính mà anh em chỉ chơi một đạo ấy thì cái tên quốc dân chắc chắn là ra các lượng rồi.
là một chỉ huy sát thương đơn mục tiêu thì Nebu hay là Jisugi cũng sẽ là một sự lựa chọn ổn áp. Khi đi phụ thì chỉ huy này kết hợp mạnh nhất với những chỉ huy có nhánh hỗ trợ. Có một cơ số lý do như sau. Đầu tiên là vai trò của Saza như mình đã nói, đó là trụ phiêu và tạo lợi thế trong buôn chiến. Nhánh hỗ trợ có khả năng giảm sát thương kỹ năng rất nhiều sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc này. Chiến trường bây giờ vẫn rất nhiều sát thương kỹ năng anh em ạ. Tiếp theo đó là khả năng cơ động, phần nào sẽ khắc phục được sự lù đù của cung thủ ở thời điểm hiện tại. Điểm tài năng linh đan tăng 9% khả năng chữa lành, củng cố thêm khả năng hồi máu trụ phiêu của Saza. Điểm phản công tăng 9% tấn công cho đội quân. Mặc dù sát thương chuẩn không ảnh hưởng bởi tấn công, nhưng mà chỉ huy đi cùng cũng sẽ tận dụng được điều đó. Dĩ nhiên là chưa kể đến khả năng hồi nộ cũng ở mức ổn áp với điểm tài năng hồi sinh. Henry, đặc biệt là Herman sẽ là một sự lựa chọn mà mình nghĩ là cực kỳ phù hợp với Saza. Herman đi bắp thì cũng khỏi phải nói rồi, nhiều Herman thì buôn chiến sẽ càng lợi. Vậy thì sẽ thế nào nếu mà Herman lại còn trụ phiêu lâu hơn nữa, ngoài đi bắp khỏe lại còn bắp cho đồng minh cực nhiều, lúc này Herman sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đi phụ cho ra các lượng cũng khá ok, khi bạn muốn cân bằng lượng sát thương của các đạo quân, ra các lượng sẽ bớt chậm chạp hơn, cứng cáp hơn nhưng mà cũng giảm khá nhiều sát thương gây ra cho kẻ địch. Và đó tất cả những gì mà mình nhìn thấy từ Saza. Mình còn thiếu cái gì không anh em nhỉ? Nếu anh em còn cái gì mà muốn góp ý thì hãy thoải mái cái bình luận ở dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hay hoa chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.